Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh chính thức tái hợp, nhà gái hưởng lợi khó tin. Cụ thể, suốt thời gian qua, cặp vợ chồng quyền lực bậc nhất Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby liên tục dính vào những lùm xùm cơm không lành, canh không ngọt, thậm chí dẫn đến ly hôn. Nhiều khán giả tiếc nuối, một số cãi lại hả hê và không bất ngờ, song mọi chuyện được cho là đã giải quyết xong theo hướng tích cực. Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đã chính thức hòa giải, xóa tan mọi khúc mắc và tiếp tục hạnh phúc bên nhau. Đó là thông tin hiện tại được nhiều blogger trên Weibo chia sẻ. Thông tin cặp đôi tái hợp có thể chắc chắn thông qua bằng chứng rõ ràng nhất. Sự nghiệp gần đây của Angela Baby vốn không phải là diễn viên được đánh giá cao, thậm chí thuộc hàng đơ có tiếng. Angela Baby lại là tiểu hoa có nhiều dự án nhất trong một năm qua, ra vào đoàn phim liên tục. Ngoài Trần Duyên chuẩn bị lên sóng, vợ yêu của giáo chủ họ Huỳnh còn một lô dự án như Màn ảnh tầm tung cùng Vương An Vũ, Chị đẹp mua cơm cho tôi bản trung cùng Lại Quán Lâm, cựu thành viên Wanna One, hay gần đây nhất là Mộ sắc tâm ước cùng Nhậm Gia Luân. Nhìn Angela Baby bận đến mức ôm con chạy show mệt nghỉ, mà thấy bận rộn còn vượt xa Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử. Blogger còn cho biết Huỳnh Hiểu Minh vẫn luôn âm thầm hỗ trợ, đàm phán tài nguyên cho bà xã, dù ngoài mặt Angela Baby hiếm khi chủ động mở miệng hỏi thăm. Thậm chí anh chồng quyền lực này còn giúp vợ có được vị trí phát ngôn của gala Tết sắp tới của đài Bắc Kinh. Netizen cho rằng nếu không có Huỳnh Hiểu Minh sẽ chẳng ai dám mời Angela Baby đóng phim. Theo Sina, Angela Baby xuất thân là người mẫu, nhờ danh tiếng và mối quan hệ trong ngành nên được giao diễn chính một số bộ phim như Vân Trung Ca, Cô Phương Bất Tử Thưởng, Người Bạn Thật Sự Của Tôi, Thời Đại Lập Nghiệp. Diễn xuất yếu kém khiến phim có cô trong vai chính bị xếp vào nhóm thảm họa. Angela Baby bị các nhà sản xuất lẫn đồng nghiệp từ chối hợp tác. Biên kịch kim giáo viên dạy diễn xuất nổi tiếng Trung Quốc Du Tư Hàm đã đánh giá Angela Baby là nữ diễn viên có năng lực thể hiện trước ống kính kém cỏi nhất so với Hoa ngữ. Nếu phải chọn ra một quán quân diễn dở, tôi không ngại nêu tên Angela Baby. Kỹ năng trừng mắt của cô ấy có tiếng trong nghề. Tôi khuyên cô ấy đừng tham gia sâu giải trí, thay vào đó hãy trau dồi diễn xuất, nếu không sẽ bị đào thải khỏi ngành theo quy định mới là đề cao giá trị sản phẩm và năng lực nghệ sĩ, Du Tư Hàm nói. Sina cho biết Angela Baby tham gia bộ phim hiện đại Mộ sắc tâm ước với tài tử Nhậm Gia Luân. Trong phim, cô thủ vai nhà tư vấn tâm lý Lưu Hà, trợ giúp Nhậm Gia Luân trong công việc. Sau đó, hai người dần nảy sinh tình cảm. Nhậm Gia Luân sinh năm 1989, đang là nam diễn viên được các nhà sản xuất săn đón. Nam diễn viên có khả năng tạo sự ăn ý với bạn diễn nữ, do đó góp phần tạo nên các bộ phim thành công như Đại Đường Vinh Diệu, Cẩm Y Chi Hạ, Thu Thiền, Tiểu Thư Quả Đen và Tiên Sinh Thằng Lằn, Châu Sinh Như Cố, Một Đời Một Kiếp. Sự kết hợp với Nhậm Gia Luân giúp Angela Baby có một dự án đáng mong chờ khi cả hai tương đồng về tuổi tác, được đánh giá là đẹp đôi. Trước đó, Angela Baby tham gia bộ phim truyền hình ngắn 12 tập, Màn ảnh tầm trung, đóng cùng đàn em Vương An Vũ. Đây là dự án thuộc thể loại điều tra phá án hấp dẫn khán giả. Sina cho rằng Màn ảnh tầm trung giúp Angela Baby tạo nên vai diễn mới lạ chưa từng có trong sự nghiệp. Nếu phim thành công, nữ diễn viên có bộ phim tiêu biểu, điều Angela Baby đang thiếu. Ngoài ra, Angela Baby còn đóng nữ chính trong hai bộ phim Trần Duyên thuộc thể loại cổ trang tiên hiệp và Dáng Vẻ Nên Có Của Tình Yêu có nội dung về chuyện tình yêu hiện đại. Theo Sina, các dự án phim thể loại cổ trang tiên hiệp luôn nhận được sự yêu thích của khán giả. Angela Baby được đánh giá tạo hình cổ trang đẹp, điều cô cần là cải thiện diễn xuất. Nhìn lại năm 2020, Angela Baby được đánh giá tiến bộ khi vào vai phụ trong phim Tòa Nhà Chọc Trời. Cô đóng vai Chung Mỹ Hảo gặp biến cố trong cuộc sống, sau đó bị giết hại nhưng cảnh sát chưa tìm ra thủ phạm. Angela Baby chỉ xuất hiện khoảng 10 phút, cảnh khóc của nữ diễn viên trong phim trở thành chủ đề được bàn luận. Khán giả để lại bình luận rằng diễn xuất của cô tiến bộ, khóc nhưng không gào thét, thể hiện được sự đau đớn. Tôi thấy đài tự ổn, tâm lý biểu cảm tốt, Angela Baby đã cố gắng là điều không thể phủ nhận. Khán giả bình luận trên Sina. Năm 2021, Angela Baby còn đóng phụ trong dự án cổ trang Phong Khởi Lũng Tây, phim có dàn diễn viên chính là các tài tử Trần Khôn, Bạch Vũ. Theo Sina, vai trò của Angela Baby trong phim không nhiều bởi đây là dự án thuộc thể loại nam tần, lấy các nhân vật nam làm trung tâm. Tuy nhiên, Sina đánh giá đây là bước đi hợp lý, khôn ngoan của người đẹp. Với danh tiếng hiện tại, Angela Baby khó lòng nhận dự án chất lượng. Để tham gia phim chính kịch, có đội ngũ sản xuất tài năng, cách làm phim chỉnh chu, Angela Baby chấp nhận đóng vai phụ, Sina bình luận. Chính vì vậy, sau một khoảng thời gian dài không đảm nhận vai chính, danh tiếng xuống dốc, Angela Baby bất ngờ tái xuất ngoạn mục với hàng loạt dự án lớn khiến netizen càng tin rằng cô tái hợp với Huỳnh Hiểu Minh là thông tin chính xác.